Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về tính đa hình, một trong những cái đặc tính quan trọng của lập trình hướng đối tượng. Thì bây giờ các bạn có thể thấy rằng chúng ta có 4 lớp cơ bản ở đằng trong cái chương trình của chúng ta, và trong đó là có 3 lớp cụ thể và một lớp trừu tượng. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt quay lại cái mạng nguồn của chương trình chính như sau. Cứ mỗi đối tượng thuộc lớp chứng minh thì chúng ta lại tạo riêng ra như thế này. Một đối tượng chứng minh, rồi đối tượng nông dân, phù thủy. Vậy thì trong cái lập trình thì chúng ta có cả, khi mà đối diện với một cái lượng lớn các cái đối tượng có cùng kiểu thì người ta không quản lý riêng thành từng biến như thế này, mà người ta thường quản lý trong một mạng hoặc là trong một danh sách mà sau này chúng ta sẽ học ở phần Collection and Generics. Thì đối với mạng, cấu trúc mạng hoặc là danh sách chẳng hạn, thì chúng ta phải khai báo như thế nào và làm sao để nắm bắt được, ví dụ để chương trình quản lý là xem thử trong một cái phe A thì có bao nhiêu chứng minh, bao nhiêu nông dân, bao nhiêu phù thủy, vân vân, thì người ta quản lý như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ học về một trong những cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật đa hình trong lập trình hướng đối tượng. Thì chúng ta có thể bỏ những cái này đi và chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chúng ta sẽ khai báo một lớp và đa hình, tức là nó sẽ không quản lý ở lớp con mà nó sẽ quản lý ở lớp cha, nó sẽ quản lý ở lớp gốc, mà tức là cái lớp nhân vật, mà từ lớp này các cái lớp khác nó sẽ thừa kế, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta thấy như sau. Chúng ta sẽ khai báo nhân vật chẳng hạn. Bây giờ nhân vật của chúng ta là chúng ta khai báo thành là một cái mạng, và trong cái mạng nhân vật này thì chúng ta sẽ có là đặt tên cho cái mạng này, ví dụ là mạng gọi là lực lượng chẳng hạn, tức là lực lượng của chúng ta có bao nhiêu nông dân, bao nhiêu chứng. Chúng ta sẽ là khởi đầu một cái mạng lên, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ new, thứ nhất là chiến binh. Chiến binh của chúng ta ví dụ là có tên lửa và năng lượng là 100. Đối tượng thứ hai của chúng ta là chúng ta lại new thêm một chiến binh nữa. Ta đây có sai. Chúng ta lại new thêm một chiến binh nữa. Và chúng ta sẽ có là ở đây là chúng ta có máy bay. Và chúng ta năng lượng của chúng ta ví dụ là 500 chẳng hạn. Và tương tự như vậy, các bạn có thể tạo thêm các cái phần tử khác cho mạng. Ví dụ chúng ta sẽ tạo thêm là nông dân này. Ví dụ là cày cuốc gì đó. Rồi chúng ta lại có năng lượng là 15 và phù thủy, đúng không ạ? New phù thủy. Tức là các bạn sau đó các bạn vẫn còn có thể đẩy vào thêm các cái phần tử khác ở cho cái mạng này của chúng ta tùy ý. Thì chúng ta có thể là phù thủy, chúng ta có thể nói là chổi, và năng lượng là 25, vân vân. Sau khi chúng ta có đầy đủ các cái nhân vật này rồi, bây giờ chúng ta nói là chúng ta gọi cái hàm làm việc, tức là khiến cho các nhân vật này hoạt động trên không gian game của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có một cái vòng lặp, ví dụ chúng ta nói for each, ví dụ chúng ta gọi là nhân vật NVS lực lượng, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ làm một cái việc duy nhất, đó là chúng ta gọi cái hàm nhân vật chấm xin lỗi, đây là in in lực lượng, và chúng ta gọi một cái hàm duy nhất là nv và chấm làm việc. Thì bây giờ chúng ta xem kết quả nó sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ việc biên dịch chương trình và chúng ta chạy chương trình, thì các bạn sẽ thấy rằng là có là tôi đang chiến đấu, hai chiến binh đầu tiên thì khi gọi làm việc thì đương nhiên là chiến đấu, nông dân thì đương nhiên là cày ruộng, và cuối cùng phù thủy thì là tôi đang làm phép. Thì qua cái này các bạn đã có thể hiểu được là về cái tính đa hình nó lời như thế nào cho chúng ta quản lý
các cái đối tượng thuộc các lớp khác nhau mà cùng có cùng dẫn xuất từ một lớp A, thì như vậy chúng ta sẽ và sẽ quản lý thông qua một cái mạng hoặc là một cái danh sách và có kiểu là kiểu của cái lớp cha này. Đồng thời chúng ta cũng có thể gọi thực hiện các cái hàm mà chung nhất của các cái lớp này, tức là cái hàm mà sẽ được override từ từ lớp lớp cha đấy, ở đây chính là cái hàm làm việc. Và như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là cái chương trình của chúng ta sẽ trở nên gọn nhẹ hơn rất nhiều và chúng ta sẽ dễ dàng quản lý hơn các cái biến các cái đối tượng ở bên trong cái chương trình của chúng ta thông qua cái cấu trúc dữ liệu mạng một chiều. Mạng một chiều ở đây nó sẽ còn có một số các cái giới hạn. Tuy nhiên sau này khi chúng ta học đến các cái collection, chúng ta sẽ học về map, về list vân vân, thì chúng ta sẽ thấy cái việc quản lý các cái đối tượng ở bên trong một cái chương trình theo phong cách lập trình hướng đối tượng, nó áp dụng cái kỹ thuật polymorphism, tức là cái kỹ thuật đa hình này sẽ khiến cho chương trình chúng ta rất là gọn và dễ hiểu, và nó quản lý một cách logic và nhìn mạng nguồn của chương trình sẽ rất là đẹp. Và cái bài học về cái tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng của chúng ta đến đây là kết thúc.